Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học Mỹ của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về trường Đại học James Madison. Thì trường Đại học James Madison được thành lập vào năm 1908, là trường đại học duy nhất tại Hoa Kỳ được đặt theo tên của James Madison, cha đẻ của Hiến pháp Hoa Kỳ và là vị tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ. Trường Đại học James Madison thì tọa lạc ngay tại thung lũng Cinnadon của Virginia xinh đẹp, khoảng 2 giờ lái xe theo hướng Tây Nam của Washington DC. Với khuôn viên rộng 189 hecta thì trường Đại học James Madison là một nơi đẹp nhất ở Hoa Kỳ. Trường được thành lập vào năm 1908 và cho tới nay thì số sinh viên hàng năm của trường lên tới gần 19.000 sinh viên tại tất cả các bậc đào tạo. Trường Đại học James Madison có hơn 440 sinh viên quốc tế đến từ 90 quốc gia khác nhau. Và trường thì có tổng cộng 7 khoa đào tạo với 25 chứng chỉ và chứng nhận chất lượng chuyên ngành đào tạo tại Mỹ cũng như quốc tế. Trong đó nổi bật đối với chứng nhận là AACSB, tốt nhất về kinh doanh trên thế giới, và ABET là uy tín nhất về đào tạo kỹ thuật tại Mỹ. Trường còn được xếp hạng nhì các trường công lập tốt nhất ở miền Nam Hoa Kỳ, hạng 3 các trường có chương trình đại học chất lượng nhất và hạng 12 các trường có chương trình dạy kinh doanh tốt nhất ở nước Mỹ, hạng 38 trong top 100 trường được sinh viên Mỹ lựa chọn nhiều nhất, hạng 20 trên 100 về tiêu chí học phí rẻ nhưng chất lượng đào tạo vượt trội. Còn ngoài những thứ hạng cao ấn tượng thì trường còn nổi tiếng về tỷ lệ sinh viên chọn học tại trường sau 2 năm đầu đại cương là 91%, so với tỷ lệ trung bình tại Mỹ là 59%, là cao nhất ở nước Mỹ. Ngoài ra thì trường còn vinh dự được xếp hạng tư về chất lượng bữa ăn cho sinh viên tại Mỹ với tiêu chuẩn các món ăn trong khách sạn 3 cho tới 4 sao. Và nhân đây thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về chương trình đào tạo tại trường Đại học James Madison. Thì trường Đại học James Madison là trường đại học đa ngành. Ở trường Đại học James Madison thì luôn cung cấp cho các bạn sinh viên các chương trình đào tạo bằng cấp từ bậc cử nhân, thạc sĩ cho tới tiến sĩ. Và đặc biệt thì trường Đại học James Madison luôn nhấn mạnh vào chương trình đào tạo ở bậc đại học. Mỗi lớp học thì chỉ có khoảng 16 sinh viên mà thôi. Thì đối với chương trình tiếng Anh tại trường James Madison thì chương trình này cung cấp cho sinh viên 20 giờ học trong một tuần nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ như là nghe, nói, đọc, viết. Và chương trình này sẽ giúp cho các bạn sinh viên chuẩn bị bắt đầu được chương trình học tại trường Đại học James Madison. Sinh viên được đánh giá cao vào cuối mỗi khóa học và có thể được chuyển sang học chính thức tại trường Đại học James Madison. Thì sinh viên khi tham gia chương trình học tiếng Anh tại trường cũng sẽ được hưởng mọi quyền lợi như chương trình đại học, cũng như là được xem như là thành viên của trường đại học. Và sinh viên cũng có thể trở thành thành viên của hội sinh viên quốc tế, tham gia các câu lạc bộ và sử dụng thư viện như máy vi tính. Về chương trình đại học tại trường đại học James Madison thì đối với sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình đại học và sau đại học tại trường đại học James Madison, nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu đầu tiên về trình độ tiếng Anh bằng việc hoàn thành chương trình học tiếng Anh tại trường. Một số chuyên ngành học tại trường đại học James Madison như là kế toán, thương mại, thể thao, marketing, quân sự, vật lý, anh văn, hóa học, mỹ thuật, giáo dục, quản lý du lịch khách sạn, phát triển nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, khoa học địa lý, công nghệ sinh học, xã hội học, v.v. Vậy thì yêu cầu đầu vào của trường như thế nào? Thì yêu cầu đầu vào đối với các bạn học yêu cầu thì các bạn sinh viên phải đáp ứng một trong những yêu cầu về tiếng Anh như sau. Bạn phải có điểm SAT là 50, điểm IELTS là từ 700. Và nếu như các bạn còn thắc mắc thêm thông tin chi tiết về trường Đại học James Madison như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam. Thì đây là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới địa chỉ là 148 xe hộ trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là 902 đường Trường Hưng Đạo, quận 7, quận 5. Hoặc các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp tới số 0838 0878 0879 hoặc là 0838 0838 0880. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khi đi du học thì việc lựa chọn cho mình một môi trường học phù hợp đó là mối quan tâm rất lớn đối với các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Và hiện nay thì du học Mỹ đang là một điều mà được rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm. Và để giúp cho các bạn có thể dễ dàng xin được visa đi du học Mỹ thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có mời đến cùng tham gia với chúng ta đó là chị Lê Ngọc Bích.
chị Nguyễn Thị Hồng Ly và chị Lâm Nhi Sa, hiện đang là chuyên viên tư vấn du học Mỹ của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là một công ty du học với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, sẽ giúp chúng ta chia sẻ về vấn đề này. Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Châu muốn dành cho chị Hồng Ly, đó là khi mà đi du học thì việc chọn trường rất là quan trọng, bởi vì nó cũng là một trong những cái yếu tố để giúp cho lãnh sự có thể cấp visa cho các bạn sinh viên. Vậy thì chị Ly có thể giải đáp một số những cái thắc mắc là tại sao các bạn sinh viên Việt Nam đa phần khi mà đi du học Mỹ thì lại chọn là học cao đẳng cộng đồng ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc Châu. Thì tại Mỹ thì hệ cao đẳng cộng đồng rất là được phổ biến và được sinh viên Việt Nam lựa chọn, bởi vì cái chương trình này có rất là nhiều ưu điểm. Thì học phí là thấp hơn hệ đại học, thì khoảng từ 8.000 tới 17.000 đô một năm. Cao đẳng cộng đồng sinh viên chỉ mất có 2 năm để hoàn thành cái chương trình này và sẽ được cấp bằng cao đẳng. Sau đó sinh viên có thể chuyển tiếp lên năm 3 hoặc là năm 4 tại một cái trường đại học nổi tiếng nào đó có liên kết với trường. Thì khi sinh viên học cái chương trình cao đẳng, nhưng mà khi ra trường thì sinh viên sẽ có một cái tấm bằng cử nhân thực sự. Thì hầu như là các cái trường cao đẳng cộng đồng thì có cái chương trình tiếng Anh dành cho những sinh viên mà chưa có TOEIC hoặc là IELTS. Thì một số là trường có hẳn luôn một cái trung tâm là ESL dành cho sinh viên đi theo học chương trình tiếng Anh. Với cái chương trình thì không có yêu cầu quá cao, thì sinh viên nếu mà không cảm thấy là đủ năng lực vào chương trình đại học thì nên chọn cái chương trình là cao đẳng cộng đồng để khỏi có bỡ ngỡ ở những phút đầu tiên khi mà chạm chân đến cái nền giáo dục của Mỹ. Vậy thì chị Ly có thể giới thiệu là trường cao đẳng cộng đồng là trường gì cho các bạn sinh viên Việt Nam được biết luôn đi ạ? Và nó có cái sự khác biệt nào so với lại các trường cao đẳng khác ạ? Trường cao đẳng cộng đồng thì được là trường đại học công lập trực thuộc thì chính phủ các bang tại Mỹ. Nó được đào tạo như là một hệ đại học là 2 năm đào tạo căn bản, thì thu hút nhằm đông đảo sinh viên, thì nó không yêu cầu đặt quá cao ở đầu vào. Thì giống như là cái chương trình là Đại học Đại Cương của Việt Nam trước đây, khi mà các bạn học chương trình cao đẳng cộng đồng thì các bạn phải hoàn tất 90 tín chỉ để lấy cái bằng là Associate Degree, thì để đáp ứng được các cái nhu cầu tuyển dụng. Thì những cái người mà nếu mà đi làm ngay hoặc đã đi làm nay muốn chuyển tiếp thì có thể ghi danh vào các trường đại học đa ngành 4 năm, thì có thể là chuyển tiếp lên năm 3 hoặc là năm 4, thì cũng tùy thuộc vào ngành nghề, trình độ học vấn và khả năng tài chính của du học sinh. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.